Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi sáng hôm nay là ngày 7 tháng 9, em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn từ Chị Long được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là bộ ba Tam Sơn, thì nó cũng chính thức là nó sợ nha cô chú anh chị. Đó, nó biết được chị Ni về lại Việt Nam rồi, thì nó rất là sợ luôn. Thì mới đây cô chú là đã lộ những cái thông tin của cái thằng Tám Tử Lùng này, là nó cũng có nhúng tay vào ở trong cái câu chuyện là chị Ni gặp nạn ở bên Mã Lai nha cô chú, với lại là cái chị Á Hậu nữa cô chú anh chị. Đó thì phải nói rằng là hiện tại bây giờ là chị Hồng Ni cũng đã là lên những cái danh sách là đỡ kiện những cái kênh YouTube ở bên đó đã vu khống xúc phạm chị Ni ở bên Mã Lai nha cô chú. Đó, nghĩ sao nói rằng là chị Ni bị bắt bên Mã Lai rồi bị cộng số 8 đường này kia các kiểu, thì những cái lời vu khống đó là chị Ni là sẽ làm bằng chứng hết nha cô chú. Đó, đợt vừa rồi thì chị Ni cũng đã là lên tiếng nói rồi, chị Ni sẽ về là kiện 7 kênh YouTube luôn, thì trong đó là cũng thằng Thám Tử Lùng này sắp tới nó sẽ đi xa nha cô chú, nó đi rất là xa luôn á. Đợt này là nó sẽ đi ủ tờ luôn cô chú anh chị. Đó, tại vì là nó vu khống, nó xúc phạm, nó nói sai sự thật về chị Ni và chị Long rất là nhiều luôn. Thì mới đây cô chú nó cũng tiếp tục là nó đăng tải một cái bài rất ngắn lên cái trang Facebook cá nhân của cái anh Lùng này. Đó, anh nói rằng Ni Ma Cô nếu rời Rama thì Thám Tử Lùng sẽ coi lại, còn nếu mà không rời khỏi Drama là Thám Tử Lùng sẽ chơi tắt tay luôn, sẽ chơi cho nát tem luôn cô chú. Mà không biết rằng là cái anh này anh chơi nát tem gì đó. Hiện tại bây giờ là mình sắp sửa là mình đi ủ tờ rồi mà mình còn ngông cuồng, mình còn ngạo mạn, mình đòi chơi tắt tay với cái tem yêu thương mà đến cô chú. Nó đòi chơi nát bét luôn, không biết là ai là người nát cô chú vậy. Cho riêng là cái thông tin của mấy anh em được biết cô chú, thì chị Ni đợt vừa rồi là xuống sân bay là chị Ni có đem cái tờ giấy ở bên tòa án Mã Lai là nói chị Ni là vô tội nha cô chú. Thì chị Ni đem về là cùng luôn về Việt Nam là đỡ kiện những cái thành phần đó, là phải nói rằng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Cứ đón xem sắp tới đây là sẽ nhiều những cái thành phần ở bên phía mẹ con của nhà Cám là sẽ được bớ đi nha cô chú. Đó, nhất là cái thằng Thám Tử Lùng này, đợt này là nó sẽ đi ủ tờ luôn 100% luôn cô chú anh chị. Tại vì là nó dính vào cái đường dây ở bên Mã Lai với cái con xăm chỗ này, rồi cái con bông tuyết đó, đó với lại là nàng Hả Hậu nữa, là cố tình là gài chị Ni để cho chị Ni là bị bắt tại Mã Lai nha cô chú. Nhưng mà cố ngờ sĩ rất là linh thiêng cô chú anh chị. Đó, mình ăn ở hiền thì cố ngờ sĩ cũng phù hộ, và ông trời thì cũng có mắt, ông trời cũng tốt với người tốt, cho những cái người mà xấu đó, cô chú anh chị. Thì nó muốn làm như vậy thì sao mà được cô chú. Đó, ở hiền thì phải gặp lành thôi. Thì sắp tới đây là cái thằng Tám Tử Lùng này là nó không có thể nào mà nó chối tội hết cô chú. Thì đợt vừa rồi là chị Long cũng đã là về Vị Thanh, Hậu Giang để đưa những cái bằng chứng cho cơ quan chức năng ở dưới cô chú anh chị. Đó là cũng làm việc với cái thằng Thám Tử Lùng này nha cô chú. Là sắp tới em nghe là sẽ là ra tòa. Đó, là ra tòa là giáp mặt với chị Long và chị Ni nè. Rồi thằng Thám Tử Lùng nó sẽ đi ủ tờ luôn. Đó, rất là vui luôn cô chú anh chị. Nhưng mà một điều nữa cô chú, hiện tại bây giờ là bên phía mẹ con của cô cháu gái cũng có những cái kênh YouTube nó lên nó chửi chị Hồng Long và chị Ni rất là nhiều luôn. Đó, những cái kênh đó nó cũng mới mọc lên thôi cô chú anh chị. Thì nó chửi, nó nói rằng là chị Ni đến với chị Hồng Loan là cũng lợi dụng, chứ không ai mà đến không cô chú anh chị. Đó, mà nhưng mà một năm hơn vừa rồi chị Ni đến với chị Hồng Loan là giúp đỡ bằng cả cái tấm lòng, chứ chị Ni thì cũng chưa lấy được cái ngàn nào của chị Loan hết cô chú. Mà hiện tại bây giờ cứ nó lên nó đặt điều rồi nó vu khống. Đó, như vừa rồi em có xem một cái video ngắn của cái anh đạo diễn nha cô chú, anh lên anh khẳng định anh nói rằng là hiện tại bây giờ cái con Ni Ma Cô đó, cái con múa cột đó nó về lại Việt Nam rồi, thì không biết rằng là nó sẽ tạo nghiệp gì nữa đây. Ủa đúng rồi, phải tạo nghiệp nữa cô chú. Tại vì sao?
tại vì cái nhóm YouTube bên đó nó binh vực mẹ con của cô cháu gái, nó vu khống, nó chửi chị Hồng Loan đó, và nó gài bẫy chị Ni tại Mã Lai, thì chị Ni về sẽ là làm việc với lại là những cái thành phần đây nha cô chú anh chị, thì nó gieo cái nghiệp nào nó sẽ nhận lại cái nghiệp đó thôi cô chú, chứ không có thể nào mà bỏ qua được cô chú anh chị. Tại vì cái câu chuyện này nó rất là lớn luôn, nó muốn dìm cho chị Ni phải bị ú tờ bên Mã Lai nó mới chịu đó đó cô chú ơi. Thì buổi sáng hôm nay là cũng có mấy cô cũng đến mua hàng rất là sớm nha cô chú. Hôm nay là ngày 7 rồi cô chú chị, thì còn 2 ngày nữa là chị Loan sẽ có một cái đêm diễn cùng với chị Bum và vợ chồng anh Linh Tý tại quán cà phê của anh Bầu Xô Thi Lê nha cô chú. Đó, nằm ở đường quận Tân Phú nha cô chú chị, rất là vui luôn. Mấy ngày hôm nay thì chị Loan rất là tươi vui nha cô chú, tại vì là chị Ni đã về lại Việt Nam, thì chị Hồng Loan cũng đã lên những cái bài viết chia sẻ nói rằng là rất là thương chị Ni luôn. Sau khi mà chị Ni về là chị Loan mới dâng trào cảm xúc luôn cô chú chị đó. Chị Hồng Loan chia sẻ với mấy anh em mà nhiều khi nói về chị Ni là chị Hồng Loan khóc luôn á cô chú. Đó, chị Loan rất là thương chị Ni và chị Ni cũng rất là thương chị Loan, chứ không phải là như những cái thành phần bên kia nó nói hiện tại bây giờ là chị Ni về là bắt đầu cái con vô ơn nó lo lắng, mà em không biết là lo lắng cái gì cô chú, nhưng mà hiện tại bây giờ thấy chị Loan thì cười rất là nhiều luôn, rất là vui luôn. Thì lo lắng là chắc có lẽ là cái thằng thám tư lùng là hiện tại bây giờ nó lo lắng, nó sợ là chuẩn bị nó đi xa rồi đó. Đợt vừa rồi là chị luật sư Tiết Ngọc và chị Loan về lại Vị Thanh là buổi chiều đó là bắt đầu nó đăng tải cái bài viết lên, nó nói rằng tôi đâu có kêu thẳng tên ai đâu mà kiện tôi cái gì, làm gì được tôi, của sao không được cô chú anh chị, đỡ rồi coi thằng lùng nó sẽ đi xa nha cô chú. Cái hiện tại bây giờ là cái bên YouTube bên đó nó cũng tiếp tục là nó tấn công chị Ni và chị Loan rất là nhiều nha cô chú. Những cái tem yêu thương mà đến là cũng bị rất là nhiều luôn đó cô chú ơi. Thì buổi sáng hôm nay là thứ bảy ngày 7 tháng 9, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật cái video này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem cái buổi sáng trước nhà chị Hồng Loan nó như thế nào nha. Thì có sao là em quay em chia sẻ lại nha cô chú. Dạ, bây giờ em cũng xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.